Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ quay bán lô đất thuộc xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tổng diện tích lô đất là khoảng 169, có 100 thổ cư nha. Hiện tại lô đất của mình là gồm hai mặt tiền đường nhựa nha mọi người. Một mặt là tầm khoảng 35m nha. Mặt này là quay mặt về hướng Bắc nha. Còn mặt này là khoảng tầm khoảng 51m nha. Mặt này hướng Tây nè. Đất của mình là hai mặt tiền đường, đường thông nha mọi người, xe đi thoải mái. Hiện tại đất mình là có một nhà cấp 4 nha, xung quanh đã được rào lưới B40 là hết rồi. Xung quanh là có chung cư ở nha, có đèn đường nông thôn nha mọi người. Trồng cây ăn trái, chuối, đu đủ, bơ. Xoài. Mận. Đây có giếng đào rồi nha, điện nước đầy đủ, mít. Anh của nó tới cái gòn này là hết này. Cái đối đất của mình đó là còn chưa được rào lưới đây nha mọi người, nhưng mà có ranh giới rõ ràng hết rồi. Đó, cái hàng gòn này là ranh giới này, bên đất trống này là của người ta này, còn đất là trồng cỏ là của mình này. Ở phía bên này thì cái ranh nó đi theo cái tường bờ gạch nha mọi người, đi ra ngoài đường nhựa luôn. Đó, cái hàng cây này. Đất của mình là đất đỏ Ba Giang nha mọi người. Đất này trồng cây ăn trái rất là tốt luôn nha. Đây có cái xài rất là bự luôn.
từ đó đất của mình mà cách quốc lộ 56 á là tầm khoảng 1 km nha. Đây là quốc lộ 56 nha mọi người. Cái hướng bên này là đi về thị trấn Ngãi Giao nè, đi về thành phố Bà Rịa nha. Còn hướng bên này là đi về thành phố Long Khánh nha. Đây là cái con đường nhựa đi vô đô đất của mình nè. Từ đô đất của mình mà có cách quốc lộ 56 là tầm khoảng 1 km nha mọi người. Mà dân cư rất là đông nha. Đó là thích hợp cho những ai làm nhà vườn, nghỉ dưỡng thì quá ok luôn nha.